Hát xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Nhân Giả Đồng Quê. Bữa nay Việt tiếp tục lên đồng nữa ông bà cô chú ơi. Cá lóc gì nấu canh đó đó. Cá lóc nấu canh cần ô. Cần ô bữa nay nó rất là non và mượt nhúng luôn. Ngon bay, nhúng lẩu còn ngon nấu canh. Nhúng mắm nữa. Gì nhúng mắm hả? Lẩu mắm hả? Mắm lên nhúng mắm nè. Mắm nhúng. Thì lên đồng hôm nay là Việt có mua cá kỳ cá ba sa. Cái này là thịt nạc nè ông bà cô chú. Thì cái này tí xíu nữa dì sẽ muối chiên. Còn này là bao tử cá, dì sẽ xào chung với bắp non với lại khóm. Thì trước tiên á, thì dì sẽ đi hái bắp non nè, nhổ ít hành với lại xin ít tép xả. Bà ba ở nhà muối giùm con mấy cái này đi hím ba ơi, lặn mà cho nó thấm, lát nữa cái mình để xả vô nữa là được. Bây giờ soạn đồ nêm nếm ra cho thím ba ướp cái phần này cái đi cho nó thấm. Trời ơi lâu lắm rồi không có ăn kỳ cá ba sa chiên. Cái này muối bọt quá. Cái này hạt nêm nè. Bảy thì nhiệm vụ bảy nấu cơm. Chị ó ở nay đem mấy cái bụi dưa gan lên để mà trồng á. Tả muối, tả bột ngọt. Ăn đi rồi cho đi đi sớm. Giờ mình chơi tạ rồi nghỉ chơi mình chít chít. Cái trái khóm nè. Bữa nay là mình gán gọt trái khóm ăn tiết kiệm chút xíu nha. Chỉ lóc cái vỏ hơi hơi thôi, trái khóm 23.000 nè bảy. Người nào xấu xấu gọt bơ ấy đi. Ơi bảy, con nói bảy nghe nè. Bảy bẻ bắp hay lắm á. Bữa nay lên đồng thì Diền sẽ dẫn cả nhà đi tham quan cái vườn rau của Diền chút xíu nha. Vô coi nồi cơm cho chị. Rồi đây, giờ trước tiên qua bên đây trước cái đã. Đây là cái đám ngò mẹ Diền đang nhổ ngò nè. Cái này là nhổ hết cái này đi, lặn mơi lặn mặn hết ba cái cỏ luôn, lặn cho cha xịt thiệt mặn nên mình xuống rẫy khác luôn nha bà cô chú. Còn bên xà lách kìa, bữa nay nó cũng bự bự rồi. Tay là bữa đó là cái hổ bự nhất. Thì chị ó mằn cỏ cái đám. Hay cà thấy không cả nhà? Cà bữa nay nè. Ừ mà nó vô thẻ nhỏ thẻ bạc. Cái khi nó ghi lỗi sao chị? Trời ơi cái cà nhìn rất là tốt luôn. Đó là măng tây đó. Chị ó mới trồng dưa gan nè. Ngày mai mình có rảnh mình sẽ lên đây mần hết luôn cho nó chóng. Bí bữa nay nó ra đọt dài lắm rồi đó. Rồi bây giờ dì sẽ qua nhổ một bụi hành một tí xíu nữa mình vô mình xào chung với bắp non với khóm. Nhổ bên đây nè. Bụi hành nào xấu 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 xấu. Mình hành chơi nguyên nhổ bụi nghe mà. Bự quá. Cái này làm như nó không bắt rễ không nè. Bụi nữa đi. Xào nè, chơi bụi rồi bự. Hành hành của Diền ha là ăn là không có bị độc hại nha ông bà cô chú. Tại vì á có nhiều đây ít ít cái chiều bữa nào á bà Út ra cũng lặt sâu. Cho nên là ít có xịt lại. Còn qua đây dì sẽ phe cái đám bông. Đám bông của hôm nay rất là đẹp luôn. Hành hả? Hành kêu lái hả? Không, bắp lái kêu lái câu được rồi chứ hành bành. Đám bắp bữa nay tí xíu nữa qua khoe đám bắp luôn nha. Nè hành nè. Hành này thì bán được rồi đó. Nhưng mà nó chưa có được nở nhiều cho mấy á. Cho nên cha cũng hơi tiếc tiếc chưa có chịu bán. Cỡ này là hết 800 ngàn tạ đó ông bà cô chú. Còn đây là cái đám bông nè. Bông này á, thì Diền xuống hôm bữa mùng 5 mà bữa nay là mẹ hình như bữa nay mấy rồi mẹ? Nay mùng 5 phải không? Nay mùng 7 bà ơi. Mùng 7 hả? Vậy là được 1 tháng 2 ngày rồi. Mấy ngày nữa lặt đọt được. Mùng 10 lặt được. Vậy là 2-3 ngày nữa là 1 tháng khoảng 3 ngày 4 ngày là mình lặt đọt nha. Mình dạch ra mình lặt cái đầy bỏ nè mà cô chú ơi. Lặn cho mấy cái nụ bông này nè nó lên. Khi mà mình lặt xong á là mỗi một nách lá như vậy á là nó sẽ lên một bông. Bao nhiêu lá là bao nhiêu bông đó. Nếu mà cái số lượng bông nó càng nhiều á thì mình bán nó càng có giá. Bây giờ dì sẽ qua xin bà Tư tép xả để mà vô ướp cá. Bữa nay là kỳ cá muối xả chiên. Xài của người ta
Bà Tư ơi, bà Tư ồ, đây bà Út viện chồng dưa gan thêm này nha cả nhà. Gà bỏ ra tỉa dưa gan, lần mơ mốt là có dưa gan ăn tiếp. Trời ơi, cây gì nó bị đè, có nó đè. Bà Tư ở đằng trước rồi. Tại vì bà con ở đây cũng rất là thân thiện á. Dây dưa gan lớn nè, viện xin tép xả. Dưa gan này có bông rồi nè. Cái nụ dưa gan nó y gan như là cái nụ của dưa leo vậy. Có trái luôn rồi nè. Nè có trái nè. Trái nụ. Trời ơi, nãy quên đem cái dao theo lắm chích. Nhiều khi á, cái đống củi của bà Tư á, đống củi chàm á, bà Tư nói gì nè, mày chụm củi mày vô mày lấy, mày chụm tiếp tao đi. Tới nỗi củi mà cũng kêu vô lấy chụm tiếp. Cái này là mình bứt gì nghe, làm cho bụi xả nó nở, cắt ngang là bụi xả nó không có nở. Rồi ba tét được rồi, con cảm ơn bà Tư. Giờ đi vô dì sẽ qua khoe với cả nhà cái đám bắp. Thì rồi đây là cái đám bắp của dì nè bà cô chú ơi, trái hôm nay á nó rất là to rồi đó nha. Đây nó sắp sửa lay quay là mau lắm, còn nằm tầm khoảng 10 ngày mười mấy ngày nữa là mình bẻ được rồi đó. Hổm gài là lượt bắp non á, nó cũng được bán được hết mười mấy ký rồi đó. Bảy ô, bảy ô, bảy đi vô đây để bẻ bắp non rồi. Hổm gà mình lượt xương xương rồi, hôm nay mình lượt lại cái nữa, hình như ngày qua mình mới bẻ ngày qua. Ở trên đây nó trúng hơn á, trái nó bự hơn nè. Đây thấy không, hàng bắp nè, nhìn cực kỳ luôn, quá đỉnh. Lần đầu tiên mà cha làm thấy quá trời đạt chuẩn luôn. Diền cảm thấy hạnh phúc dữ lắm luôn á, khi mà trồng những cái món đồ gãy mà được trúng như vậy á. Nè, tròn ơi tròn, nhìn ở trên đây là thấy phát mê. Bảy ơi, bảy đâu rồi, có không? Trần thôi đi vô đây ngứa chết luôn á. Trần ơi trần, thấy trái bắp nào trái bắp nấy nè. Cái này là vô loại bắp nhất rồi nè, thấy không? Quá trần luôn trái bắp kìa. Nhờ được phân nửa đám trên này đổ về đây á, nó rất là trúng. Còn ở dưới thì nó cũng thắt 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 đi, nhưng mà thắt nhưng mà nó trái nó vẫn bự, nó vẫn to, nhỏ một số thôi. Rồi đây, đây khi mà mình chiết bắp non nè, đây là cái trái mà trái trên đó là lúc nào là cũng là cái trái chiến nha. Còn cái trái dưới nó, nó hai trái như vậy nè. Cái trái dưới là mình bẻ cái trái dưới này nè, trước khi mình gọc gì là mình giữ cái lá lại được á, nó còn nguyên vẹn. Tước ra cái rồi cũng dễ lắm. Mấy cây này thì dừng lãi rồi nè, lãi mấy trái bắp non rồi hết rồi. Ê dạ, trái bắp đột biến nè bà cô chú, thấy không? Một trái bắp mà nó ra tới ba cái gâu lận đó nè. Một cái gâu nè, hai cái gâu nè, ba cái gâu nè. Bắp đột biến nhiễu đâu đây nữa nè. Đó, trái này cũng được ba cái gâu nữa nè. Nhưng mà mấy cái trái này không có ăn được, chỉ ăn được mấy cái trái này thôi à. Chưa thấy tình trạng này bao giờ. Để tí xíu nữa đi, Diền sẽ cho cả nhà biết cái cây bắp đực nha. Cái cây bắp đực đó là nó không có hộp gì hết trơn á. Đây. Bẻ bắp non á là khi mà nó lú gâu ra gì nè, ở bên trong nó mới có ruột. Còn nó chưa có gâu á là nó không có ruột.
Bắp non này bán cũng được 30-40 ngàn ký. Cái này nó không có gộ cái một, mình cứ đi tiễn tiễn, ngày nào mình cũng tiễn hoài vậy. Chắc có lẽ là ngày mai viền bẻ một bữa nữa là ngưng luôn á, lặn cho cha vô phân, lặn thúc vô hộp. Này mới bẻ vô ăn nó ngọt một cái như chưa từng thấy luôn nè. Bắp đực chỉ cho cả nhà biết cái cây bắp đực coi. Bắp đực là bên nửa là nửa đám cây vậy. Ở bên kia nhiều phải không? Cây bắp đực là nó ra hai trái lượt luôn mà nó không có ra gâu. Ê bảy, cái trái mà một cây mà nó ra 3-4 gâu là sao? Là cái trái đằng nữa mình chăm chút đúng kỹ thuật là nữa là cái trái đó là lấy trái bắp nhất đó. Vậy hả? Ừ. Rồi thì mình làm sao để thí gì luôn hả? Không, đừng có thí nó. Để yên gì đi. Ờ. Nó sung quá, nó tốt quá là nó vậy đó. Vậy hả? Ừ. Hạn chi mấy cái đó toàn trái bạnh bạnh không à? Ờ, mấy đứa là nữa lấy bắp nhất không đó. Nó đạt á. Giống nào cũng vậy, nó tốt quá. Ồ, thế à. Đâu có chiếc đâu, nãy giờ có dám chiếc mới sợ luôn á. Rồi, sớm giờ bảy đi được thao rồi kìa. Nè, cả nhà. Cái gì? Mình chăm chút đúng kỹ thuật lần nữa là này là mình lấy trái bắp nhất nè. Bởi gì? Thấy là ba gâu rồi. Cái này luôn à. Mà bảy chồng tới giờ nó chỉ thêm một nắp gâu vậy thôi. Vậy là này tới hai nắp là ừ, là nó tốt đó. Vậy là kỹ thuật của ông Tư này quá đỉnh rồi. Đúng không? Bảy rồi. Đây nè. Quá đỉnh rồi. Rồi. Đừng có bị vậy này, bắt đầu mình xịt gâu đi nha. Dạ. Khỏi cần dập tôi. Cái gâu mà nó có rụng xuống cái lá gì nè. Là có sâu năng vô gâu nè. Cũng vẫn có đó. Vậy ha. Ừ. Rồi, giờ đảo ra qua bên kia đảo ra cái nữa là nhiêu đây là mình vô mình xào là ngon lành rồi đó. Rồi ngày mai á dì mới tiễn bán thêm một lứa nữa. Tiễn cho tụi kia rồi mình xịt cây rau luôn. Rồi bỏ luôn đó, không có tiễn bắp non nữa. Ngày mai nữa là nghỉ rồi đó. Đây, bảy phát hiện ra được cái cây bắp đực rồi nè bà cô chú ơi. Thì mình gặp bắp đực là mình thiến à. Nhiều khi nó phun là hai trái luôn, trái trên trái dưới. Lặn cho nó đừng có ăn phân á. Này, cây bắp đực. Mình nhìn cái trái mình mới phân biệt được là trái đực với trái cái. Cái trái cái là nó có gâu, còn bắp đực là không có gâu. Nè, chị sẽ cho cả nhà xem. Mình nuôi nó vừa gì cỡ nào nó cũng không có hộp chứ. Đúng rồi, nó xấu dữ lắm đó. Nè, thấy không? Bên trong nè. Cái lớn nó đi gan gì hoài nó không có vô hộp. Nó không có vô hộp. Cái cùi nó cũng lớn luôn mà nó không vô hộp. Bởi vậy mỗi lần thấy cây bắp đực là mình bỏ. Bỏ không có lấy. Lặng để mình xạo phân á, nó bị ăn phân mình hết trơn à. Mang hai trái rồi người ta yếu lại sao? Dễ gì. Ơi. Giờ đi vô cả nhà ơi. Còn lọt hết mà nó còn mấy cây gì nè. Không thấy. À, thấy bắp của ông Tư đi ra đi vô nãy giờ là thấy một trái mà ba gâu nhiều lắm á nghe. Cái này chăm chút đừng có bị sâu, đừng bị rối nha, lần nữa lấy bắp nhất không. Nè, thấy không? Hai gâu, ba gâu không nè. Ông Bảy ông chồng lâu dữ lắm mà chỉ có một gâu thôi. Rồi vậy là ông Bảy phải qua học hỏi kinh nghiệm của ông Tư rồi. Ông Bảy chỉ ông Tư đó mà ông Tư cũng đạt hơn Bảy rồi. Lần đầu tiên á mà cha viền á mần gãy á, đi học hỏi kinh nghiệm rất là nhiều luôn á. Đi đi hỏi người này hỏi người kia coi nó như thế nào, chồng sao sao. Nhìn thấy mình cũng xót xa dữ lắm. Nhưng mà để cho cha gắng cố gắng mần đạt, lặn cho cha ham làm á. Cái này là ông Bảy chỉ thiệt đó nghe. Ông Bảy thà là ông chết chứ ông không để trong Tư chết. Mà có thiệt cả nhà. Chứ là
này là ông Bảy ông tiền cũ đổi tiền mới rồi. Lỗ công rồi. Thà là ông Bảy là để cho ông Bảy chết. Thà là để ông chết chứ không để cho ông tôi chết. Không, bữa nay là thấy ung thư bớt lại nè Bảy. Thì bởi mình phải chặn nó lại, cái gì cũng vậy hết á. Bữa nay không còn thấy ung thư nữa. Lúc đầu á, giai đoạn đầu thì không có đổi. Nè, đây một cây bắp đực nữa nè. Đường nào mà khỏi với em. Lửa đám chở gì dứng á. Là Bảy thấy có hai trái một cây. Nó không có râu. Quá trời mau rồi nha. Mau ha. Mình lấy bắp non khoảng chừng tuần lễ nay chứ gì. Dạ. Mà cái trái thì bự còn lại nó hết hồn nó lớn không? Mà lớn lắm. Tại vì nó chỉ nuôi có một trái một mà không lớn sao được. Rồi nhiêu được rồi, nhiêu là đủ ăn rồi đó. Giờ mình vô luôn Bảy ơi. Rồi mới vừa bẻ bắp vô. Trời ơi bà ba đi thăm dư gan, đừng trái. Ôi sao trái bự. Chưa ăn được nha. Trái bự con trong nó rụng thấy ghê luôn á. Chưa đủ tuổi đấy gì. Trái bự nó dài thọt luôn á. Ngon quá mà. Thôi bà ba với bà Tư lấy bắp non đi, mình đi gọt trái khóm. Người xấu xấu gọt khóm đi. Xấu xả nào vừa. Chị ó cái nghề bếp đút là chị ó không có tham gia. Ngoài đồng thôi chứ bếp đút không có tham gia. Đây. Thấy chưa? Ngò gí. Quá, làm gì ăn, làm gì ăn nãy giờ cái này mà cái mùi mỡ bay tới mũi của cả nhà ha. Này lá nhỏ nè. Cái mùi mỡ bay qua lại tới mỡ đường nhà. Ê, luôn có dừa kìa, mình mua bịch bột về. Có hai mười mấy ngàn bịch bột à, làm bánh à, mình bằng bánh gơ bánh khọt. Bánh ngò dứt à. Trời ơi suy nghĩ phong phú lắm, đa dạng lắm, gì cũng làm được chứ á. Thử khéo luôn mà. Bà sắc xả với ớt gọi luôn nè, giờ cho vô đây luôn đi cho nó thấm cho nó thơm ha. Bầm xả với ớt nè. Tí bà ông nè đưa qua bên cái hành viết rồi nó đủ rồi tháng rồi đó, nó không. Ơi mới đây mà lay quay cũng mau hiếm bà. Muốn thu hoạch được hết trơn rồi. Lay quay mấy hồi. Tháng mấy? Tháng mát chứ mà mặn đúng không em? Để thằng nắng nôi à. Là mát à, không chịu đâu. Nôi rồi, nám đen, nám đỏ hết. Nước nó sôi rồi, bây giờ chị sẽ trụng bơ tử với lại trụng bắp luôn nha ông bà cô chú. Mình trụng mình bỏ xương một nước cái đi. Mình xào cho nó ngon. Đó. Em bẻ nhanh, chị bẻ nhanh, người không có kịp nhau á. Rồi mình đổ dừa, cái mình cắt luôn. Bà ba đi chiên cá rồi. Là, tới sáng là gọi nó bắt luôn đó. Rồi quay lại vô ba rồi tiếp ba mới ăn. Bây giờ anh bắt cái chảo cũng nóng nè, cho dầu vô. Trời đấy trời chiều quá nó nổ văng từ lưa. Cá này cũng ra mỡ. Ổn mấy cái củi nó hết rồi, nó chậm nhím nhím thôi. Bè dừa nhóc luôn. Nóng chảo rồi. Không kiếm à, mình phải suy nghĩ cái chỗ nào mình thiết kế ông Táo lại mới được. Lặng mình đem cái bàn này lại gần luôn á anh ta. Đốn mấy bộ chuối nè. Đốn đi nữa nói thử. Sáng kiến bà ba quá hay. Hay không? Quá hay. Đốn là trống bắt đầu để bàn được rồi. Có chỗ này nó hơi bị chật. Hôm nay gì sẽ phục vụ cho bà ba. Đây. Đây, cho tỏi này xài gì nữa không? Không mà nó hết luôn phải không? Dạ. Rồi. Rồi cái chiên ngon quá ha. Ngon lắm đấy. Rồi cho gì trước đây? Bao tử. Gì cũng được hết trơn. Khổ thiệt chứ. Cho gì làm nấy. Rồi bữa nay bao tử sao? Ngon. Nó ngon. Cậu nó vàng rồi mình cho bao tử cá vô. Chả gỗ nè. Đói rồi đó, chị ó nó là đói rồi đó. Nè, cho cái dĩa nè. Cho đường được. Hôm nay con sẽ phục vụ cho. Mềm. Cho ba. Ê. Làm ngon dở gì. Bảy thêm ba đó gì nè. Bà nó. Có mình cái nó vô bắt bóp nhúm củi lên. Nó bắt mình vô củi.
còn không có mình cái nó xài bếp ga. Chơi kỳ quá, nó hiếp người quá đấy. Quả là phải vô lửa, có lửa mới có khói à, mới ăn chứ, lửa mới chín ăn được. Nó chứ có bà ba đó, không có bà ba là không có được đâu. Có tôi thì bà lửa, vô lửa. Cái này có lửa sẵn rồi. Này là mình trộn vô cái mọc hết luôn. Ừ, chảo hết người ta. Con sợ cái chảo không hết. Bởi gì? Từ từ đi, mình để từ từ đi. Nó dư thì mình chừa lại. Kỳ nha, cái món này là món nhậu nha. Nhậu nha, cho chí nước mắm nữa, cho thấm nó ngon. Nước mắm này nấm mua chứ không phải nấm mẹ nấu. Mẹ nấu hết rồi. Mẹ nấu quảng cáo hết trơn rồi. Mẹ nấu là chia cho người con trai hết luôn. Hết để vô đi, để vô đi. Từ từ vô đi. Bắp non, cơm. Cái bắp thì nó xanh, cơm thì nó vàng. Nhảy. Không hết mà, không ba. Từ từ. Đảo từ từ nó cũng hết, để nhẹ nhẹ vô. Tại vì bắp mình đã trụng xương rồi, không có sợ, chỉ sợ cái bao tử cá thôi. Ừ. Tử này cũng mau chín. Dạ. Sống sống thì ăn nó giòn. Dạo ngồi rớt đậu bắp hết trơn từ từ. Mùa hồi không ngoài không còn trái. Ngọn trái bắp luôn. Cho ra dĩa đình chiên thêm mẻ mới nữa. Nãy nè. Ờ, gì nè ăn ngon. Cho lặt nó cho nó vàng vàng xíu nữa. Ngoài này vàng nữa. Cho cái bụng vàng vàng cho nó ngon hơn. Nó ngon mà ăn nó không có bị ngán nữa. Vàng nó ăn nó giòn. Dạ. Nãy giờ không dằn hết ba trái bắp ra ngoài rồi. Dạ, không bớt ăn chỉnh là cho hành lá vô. Còn ngò mình nhắc xuống đi mình hả trộn. Đảo rồi. Ông Tư giờ này ông chưa lên đó. Dạ, nước mắm trong dầm ớt vô nghe. Đó. Trong dầm ớt này vô là ăn hết sảy nè. Ông Tư giờ này ở ngoài đám củ cải rồi. Có đem điện thoại theo đâu. Thôi rác chừa ông đi. Chừa giống mười. Nhận gốc hành xuống. Chừa ông mười trái được rồi. Rồi vậy sẽ cho ngồi bí vô. Bữa nay vào rau nha. Rau nhà chồng mà. Rau nhà chồng. Ăn tốt cho sức khỏe. Mình trộn lên. Vô chị ơi. Nhà bà Trinh gió dưới gió mặn nổi mới sợ. Nghe mùi kìa, nãy mùi. Giờ la nãy giờ đó. Giờ dưới gió đó. Trên gió này là hử, thơm là khoái nữa rồi. Rồi như vậy là được rồi đó. Ờ. Mùi bén. Uống không mà đặt ngủ. Từ ngày mà có bà Tư về tới giờ ha là cái xóm của Diện á. Không có cái gì là bắt đầu là đòi bia đòi rượu à. Bia đòi rượu mà đòi thôi chứ không vậy đó. Bác Tư ơi, bác Tư đổ này chắc xin qua để con xin cao biên pháp ơi. Diện mời bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với gia đình luôn nha. Ăn cơm chiều. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Chào ơi ngon quá à. Có ăn trái không? Ừ. Ăn trái à. Thấy nó cứng ngắt rồi. Mời quý bà cô chú anh chị dùng cơm với nhà mình nhé. Hôm nay là ăn bắp non, ổ bao tử xào bắp non khóm. Với lại chấm miếng đường cá chiên. Trời ơi, trời sao còn sống dãy dữ vậy? Trời ơi, đói bụng nó gùng tay. Bắp non mà xào chung với bao tử là nhất nhất luôn á. Bắp non làm gì cũng ngon. Mời cả nhà. Giòn ghiều ghiều luôn. Ngon. Chú ngọt. Bắp vừa ngọt vừa giòn rồi bao tử giòn cái nữa. Giòn giòn cây cây. Đã rồi đâu. Cay ngon quá. Quá ngon. Ngon quá bà cô chú à. Ngon quá. Mắm dễ rồi có ớt cũng ngon. Nãy quên đem nước mắm của mẹ lên. Hồi sáng, hồi xưa ha. Mẹ mới nấu. Mình lột bắp rồi xong mình ăn xài sống rồi mình ăn bắp sống á. Trời ơi, bắp sống này ông chồng không ngồi á, ổng ăn ghiệu ghiệu lột ra rồi nha. Bắp bự mà cái trái nó hơi cái hộp cái nào ngon là cạp trơn. Còn trái đưa ra, cạp lột ra thấy là dứt hết trơn. Là tôi đâu dám ngồi gần. Vậy có khi nào ổng đạp ra khỏi mồm không? Ổng rủi nữa ha, ổng thích đồ đi nữa ha. Trời ơi, lâu lâu ăn rồi cá, cả muối chiên ngon cơ. Ngon. Ngon. Ăn mình mạnh lên mới hết trà mâm đó nha. Trà viện chắc tí xíu nữa mới lên á. Tại vì còn đang kẹt hai bình thuốc nữa, ba bốn bình thuốc gì đó chưa xong. Mở ông lên cửa chén. Nó ăn no quá ngồi cửa chén không được, anh từ nó sao cửa chén.
ngon thường thịt, ngay như gọt gọt. Thấy đi he ăn mà bán không dở. Chấm đồ nhà chồng là ăn cũng ngon vậy đó. Mới ở chợ bán mình mua về tới nhà là nó héo khô hết trơn rồi, ăn hết ngon hết ngọt. Đêm rồi. Hay ở chợ là cắt đêm rồi, đâu còn ngọt nữa. Hai ba đêm không còn đêm đâu. Còn mấy đêm. Bữa nay bà ba rảnh. Bữa nào rảnh? Bà ba lúc nào có rảnh là bà ba có mặt. Buồn không? Không. Rảnh đi lên bắt nấu củi thấy bà luôn. Tội nghiệp bà ba tôi. Để cho bà hai với bà bảy là nó bà hai này ha, bà bảy là bắp ra rõ cái sẹo bắp ra xuống. Bà hai bà đâu có nấu đâu. Bà hai rồi đi lâm bóng ai để dặn ngoài thơm ngọt. Bà gái cơm 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 chơi tới lên tới rồi chén đâu đồ chạy chung rồi đẩy ra ngoài không được gì hết. Có chén rồi chị, ghế ghế hả? Cho ngồi kế chỉ đi. Rồi bỏ đi chấm mắm 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 là chấm chung mà bà bảy. Ở đâu ngồi đây đi. Ngồi đậu đi. Chấm chung đi. Ngồi cơm đi. Bỏ mấy chuyện hãy nhảy bà bạn. Tao thuốc sâu à. Sao rồi? Bỏ thuốc sâu. Con ngồi kế chồng. Ngồi đây rồi. Ờ, nó ngồi kế chồng. Rồi, có rồi. Mấy mẹ. Không muốn cho mẹ ăn chén. Mẹ cho bà ăn à. Như chén còn trở lại nữa. Ngồi lấy hơi đi, lặng mùa tới ta trúng bắp như vậy. Đấy chỉ anh giờ trúng gì dồn. Còn em là thiệt tình lắm, anh Tư thà là hạ hai chồng xuống đưa anh lên đó. Mày là cô cho bằng cái thực khác. Bữa hổm chỉ ra gì đó cho bằng cái thực khác. Hổm Tư cái này là đặt hướng nè. Đi học người ta nhưng mà làm theo ý mình. Chứ không học ý cũ là lấy bắp giờ thấy đám bắp chúng dễ ghê ha. Chúng dữ dằn. Đi ra gặp đám bắp đi vô không nổi. Bán kéo rồi. Chúng thất thần chúng. Chúng là chúng sơ cỡ chưa. Trên đồng cũng cái giá xịn nè nha. Trời xạ. Thúc mình miếng đi. Chưa hết. Mình miếng thôi. Cá chiên này là cá bụng cá bà sa, cá bà sa muối sẩn dạ. Dạ. Dẫn còn đây bới cái một đi lận cho người ta ăn. Bới hoài sao ăn được. Ai ngồi gần là cơm chứ nè, nồi cơm nó hết mà bữa nay hết rồi cơm là xiền. Cái người này vừa bới xong, cái người kia bới xong hồi dâu nó ghét nó đập cái bàn luôn nghỉ. Thiệt luôn dạ, chưa ăn miếng nào mà bới hoài. Mới bẻ vô xào nồi không để cái nồi cơm ở ngoài á. Ai ăn lấy đi bới à. Để cơm ở ngoài gì bên nè. Bên nhà sát nhà mẹ đẻ em kìa. Ổng không có cho bới gì đâu. Ông bà gì đó anh em xúm giờ lại ăn đông lắm. Cái thằng nó ăn mạnh nó không có ngồi gần. Mỗi thằng ăn yếu ngồi ngay cái nồi cơm. Nồi cơm sắt số 10 vậy đó. Bởi cái ông kia ông không ăn được miếng nào, nói mẹ tao bưng nồi cơm về luôn. Không sao nãy giờ có ăn được đâu, không bưng về. Mới bẻ vô sợ ngọt ngay luôn. Ngọt sao gái ăn đi, ngày mai nữa là hết rồi. Không về không năm, không gì mệt sao ngày mai là 6 giờ ăn bữa nữa chưa câu thịt cò dữ vô 6 giờ không không trúng đầu trúng. Nó bị sâu ăn trái hay trái ăn rất lâu lắm Tư. Thịt vô đâu đi. Bữa đó thịt dâu không? Thấy có chết. Cái ung thư nó ngưng rồi đó. Ngưng rồi đó. Cũng ngừa đi. Mà tới như kiểu anh Tư này chắc đạt hiệu quả rồi. Hụt rỗng còn không đánh đổi. Còn ở trên dài trên đầu cầu em thấy người ta tứ phúng như của mình ở đây không gì nè. Hai chồng em cũng tứ phúng đó. Bữa nay hái mớ bắp non xào với bao tử khóm ngon quá ngon cả nhà. Thêm mà thì cá muốn xả chiên nữa trần ơi trần. Bữa nay là bể nồi cơm rồi, giờ cũng trễ lắm rồi. Dì xin tạm dừng video tại đây cả nhà. Kính chúc với ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ. Dì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye, bye.